Chào các em. Em làm đề này nhá. Làm câu 50 trước này. Một vật nặng bắn lên từ điểm O. Đây, bắn theo cái hình vẽ này. Đấy, bắn lên từ O. Các góc từ 30 đến 90 độ. Biết G 10 này. V0 cũng bằng 10 này. Đây, V0 10 đây. G 10 đây. Đấy, khi alpha bé hơn 90 độ thì theo phương trình này. Parabol. Thể tích không gian. Đấy, thế thì bây giờ xét trên một cái mặt phẳng. Đấy, sẽ xác định được cái phương trình của cái parabol xanh này nhá. Đấy. Đấy, xác định phương trình của parabol xanh này xong cho nó quay quanh trục tung tính thể tích vật thể tròn xoay nhá. Đấy. Đấy, xác định điểm này là một này. À, cái điểm đúng rồi, cái điểm hai điểm này. Đấy, đây là góc 30 độ này. Đấy, hai điểm này và một điểm trên trên cùng này. Đây thì theo cái phương trình này. Thì khi khi alpha lớn nhất thì lấy 89 độ đi nhá. Đấy. Lấy alpha bằng 89 độ đi. Đấy thì lúc đấy sẽ được là 89 thì tang 89 này. Đấy, các em bấm tang 89. Đấy, tang 89. Đấy, sẽ được 57, xấp xỉ 57. Thế thì sẽ 57x này. Đấy, còn đây thì 1 chia 20. Đấy, 1 chia 20. GV đây, còn V đây, 2 nhân 10 20. Và chia cho cốt của 89 độ. Cốt 89 độ. Đấy, bình phương. Đấy, bình phương cốt. Thì xấp xỉ 164. Thế thì sẽ được trừ 164 x bình cộng 57x. Thế thì cái này sẽ bằng trừ này căn 164. Đấy, căn 164 thì 2 căn 41. 2x căn 41. Đấy, sẽ trừ năm bảy phần bốn căn 41. Đấy, thì cái này khai triển ra thì sẽ ra 57x, được chưa? Đấy, 57x. Đấy, và đây sẽ phải cộng với cái này. Đấy, sẽ là 57 bình này. Đấy, trên 16 nhân với cả 41. Ừ. Đấy, thì cái đỉnh suy ra. Đấy, cái đỉnh này suy ra đỉnh điểm A. Nó phải qua cái điểm này. Hoành độ thì sẽ bằng 57. 57 chia cho 8. 8 nhân 41. Ừ, đây là hoành độ này. Thế còn tung độ là cái này. Tung độ sẽ là 57 bình trên 16 nhân 41. Đây là cái điểm cao nhất, được chưa? Đấy, lấy điểm này là điểm cao nhất. Thế còn bây giờ đây là alpha bằng 89 độ nhá. Đấy, 89 độ. Đấy, thì có phương trình này.
Thế bây giờ alpha bằng 30 độ. Ừ. Đây là alpha bằng 89 độ này. Còn alpha 30 độ. Alpha 30 độ thì thay vào đây. Thì ở đây là 30 thì căn 3 phần 2 đúng không? Căn 3 phần 2, 3 phần 4. 3 phần 4 mà 20 chia 4 thì 5 được 15. Đấy, sẽ được trừ x bình phần 15. Còn đây là tang 30 thì là 1 phần căn 3. Đúng nhỉ? Đấy, 1 phần căn 3 thì cộng x phần căn 3. Đấy, cái này thì bằng trừ x phần căn 3 này nhân với cả x phần năm căn 3 trừ 1 năm căn 3. Đấy, thế thì suy ra đấy, sẽ lấy điểm B. Đấy, điểm B là x bằng 5 căn 3 0. Đấy, đây là hai cái điểm thấp nhất, được chưa? Đấy, điểm thấp nhất. Đấy, 30 độ, 30 độ nó bắn xuống. Đấy, thì hoành độ bằng 0 thì loại, được chưa nhỉ? Sẽ lấy hoành độ này, được chưa? Đấy, lấy hoành độ này. Đấy, hoành độ này. Và lấy điểm C. Đây, điểm B là trừ, điểm C là cộng 5 căn 3, 0. Đấy, sẽ lấy parabol đi qua 3 điểm A, B, C này nhá. Đấy. Đây, các em xem đây. Điểm B là điểm ở đây. Điểm C ở đây. Ừ, thế còn điểm điểm A là cái điểm cao cao nhất ở trên này. Được nhỉ? Ở trên này. Đấy, không phải chính xác đỉnh đâu nhưng mà nó sát đỉnh. Được chưa? 89 độ mà. Được chưa nhỉ? Đấy, 89 độ là nó sát đỉnh. Đấy, thế bây giờ parabol đi qua 3 điểm này, được chưa? Đấy, parabol đi qua 3 điểm này. Đấy, nó sẽ là y bằng ax bình này cộng bx cộng c. Thế mà nó đi qua 2 điểm này. 2 điểm này thì thay x bình vào đây. Đấy, x vào đây thì là cái này là như nhau này. Cái này nó đối nhau, còn c thì như nhau đúng không? Y đều bằng 0 cả. Đấy, thế thì từ đây sẽ suy ra b bằng 0. Ừ. B bằng 0. Tại vì nó đi qua 2 điểm này, được chưa? Đấy. Suy ra b bằng 0. Ừ, thế lúc này suy tiếp ra a này. Thì đây là 75a. 75a cộng c. Đấy, bằng 0. Ừ, đây là một phương trình và một phương trình này nữa. Đấy, thế cái này vào. Đây lấy xấp xỉ cái này, 57 chia 8 này. 57 chia 8 lại chia tiếp 41 này. Thì nó xấp xỉ là 0,17. Đấy, 0,17 bình phương. Đấy, bình phương 0,03. Thế thì y sẽ ở đây thì là đây là trừ 0,03. Trừ 0,03. A đúng không? Trừ 0,03A. Đây, thế vào đây. Trừ 0,03A. Đây là 0,17. À, cộng C. B bằng 0 rồi, cộng C. Được chưa nhỉ? Đấy, cộng C. Mà cái Y này thì là đây. Ừ. Kem bấm. Thay cái Y này vào. 57 bình. 57 bình. Chia 16. Chia tiếp 41. Nó là 4,95. Đấy, 4,95. Ừ, 4,95. Đấy, thế thì từ đây sẽ suy ra trừ hai cái cho nhau, được chưa? Đấy, trừ hai cái này. Sẽ được 4,95. Đấy, 4,95 sẽ bằng 75,5
0,03a trừ, được chưa nhỉ? Trừ. Đấy, suy ra a sẽ bằng. Đấy. Cái này lấy cái này chia 75,03 75 4,95 này. Chia cho 75,03 75,03 bằng xấp xỉ 0,066. 0,007 đi. Đấy, 0,07. Và lúc này sẽ có C 0,07. Đây là trừ này 4,95. Thế vào đây nhá. Đấy, C sẽ bằng 75 nhân với cái này. Bây giờ lấy cái này nhân với cả 75 luôn. Nhân 75. Nhân 75 bằng 4,95. 4,95. C. Cái A này nó A rất nhỏ, được chưa nhỉ? Đấy, cho nên suy ra C xấp xỉ bằng bằng cái này, được chưa? Đấy, xấp xỉ. Đấy. Đấy, bây giờ sẽ có phương trình này. Y sẽ bằng 0,07 x bình này trừ nhá, trừ 0,07 x bình. Đấy, b x bằng 0 rồi, cộng 4,95. Đấy, 4,95. Đấy, thế thì cái này sẽ tương đương với x bình. Đấy, x bình sẽ bằng 4,95 chia 0,07 chia 0,07 sẽ 70,68. Đấy, xấp xỉ 71 đi. 71 trừ đi, trừ lấy 1 chia 0,07, 1 chia 0,07 xấp xỉ 14, được chưa? Đấy, 14. Đấy, 71 trừ 14, trừ 14 y. Đấy, x bình bằng cái này. Đấy, thế bây giờ sẽ có thể tích, được nhỉ? Đấy, suy ra thể tích sẽ bằng tích phân của cái này, được chưa? Tích phân từ 0. Đấy, y thì nó sẽ chạy từ từ 0 cho đến đây, y đây. Đấy, y chạy từ 0 đến 4,95, được chưa? Đấy, từ 0 đến 4,95. Đấy, 4,95. Đấy. Pi x bình dx. Đấy, đây là công thức tính thể tích vật thể tròn xoay, được chưa nhỉ? Đấy, x bình dx. Đấy, cái này nó quay xung quanh trục tung, được chưa? Đấy, em tưởng tượng cái parabol xanh này nó quay xung quanh trục tung nhá. Đấy, thì là sẽ ra thể tích của đây, đấy, ra thể tích của cái vùng không gian này. Đấy, cái vùng không gian. Thể tích vùng không gian. Đấy, thì bây giờ các em bấm cái tích phân này là ra. Đấy. Tích phân này. X bình thay bằng cái này. Đấy. Đấy, x bình thay bằng cái này nhá.
tích phân của pi này. Pi nhân mở ngoặc 71 trừ 14 x. Đấy, đóng ngoặc. Đấy, cận chạy từ 0 cho đến 4,95 bằng. Đấy, sẽ được 565. Các em bấm máy sẽ ra 565. 565 thì các em lấy kết quả này, được chưa? Đấy, lấy kết quả này. Tại vì đây là những cái số liệu này là viết xấp xỉ, được chưa nhỉ? Đấy là xấp xỉ. Đấy, nó hơi bị sai số chứ nó không không phải là kết quả chính xác, cho nên là 565 thì các em chọn kết quả này. Ừ. 565 mét khối. Đấy, thì chọn C nhá. Đấy, suy ra C. Ừ. Các em chọn C. Đấy, đấy là các em tính thể tích của cái vùng không gian, được chưa nhỉ? Đấy, cái vùng không gian chứa tất cả các vị trí có thể có của cái vật nặng này. Các em tưởng tượng như là bắn pháo hoa ấy, được chưa? Bắn pháo hoa ra xung quanh này. Thì chú ý là alpha nó như thế này. Alpha từ 30 đến 90 thì 90 thì không lấy được, 90 vào đây thì cốt nó bằng 0, được chưa? Thì lấy 89 thôi, được nhỉ? Lấy 89. Lấy 89 độ. Đấy, và phải lấy alpha bằng 30 để lấy. Đấy, phải lấy alpha bằng 30 để lấy hai cái điểm này, được chưa? Đấy. Đấy, nó rớt xuống như này, nó xa nhất đây. Đấy, phải lấy cái chân này. Đấy là hai điểm B và C, được chưa? Đấy, hai điểm B và C. Đấy, còn điểm A là cái điểm 89 độ là cao nhất ở phía trên này đây. Đấy, gần đỉnh đây. Đấy, đấy là câu 50. Đấy, thì bài này các em làm câu 50. Đấy, bài sau các em làm tiếp nhá. Chào các em.